Đúng rồi anh em kéo view, anh em liên hệ hồ sơ nhá. Anh em kéo view liên hệ hồ sơ của tôi nha. Chào anh em 3.100 anh em. Này hôm nay những anh em hợp tác kéo view với tôi thì tôi giảm cho anh em 20% đấy. Hello anh em nha, đúng rồi bạn ơi, mình giáo tên anh em trên này luôn. Alo. Cái gì đấy em? Kéo view em đang kinh doanh cái gì cô? Bán quần áo à, em ở đâu? Hà Nam à, em đang bán quần áo Nam đúng không? Rồi bây giờ em, bây giờ là em định làm gì nhở? Tạo đồ làm ma với anh à? Em tạo đồ làm ma với anh 3 hôm mà 5 triệu em. Để làm gì em? Thì em gọi, em lúc nào em gọi ở đây anh cũng nghe máy mà. Nhưng mà em phải chốt thì anh mới lên kịch bản cho em chứ, đâu phải là làm luôn đâu em. Ok. Alo. Live stream em anh 3 hôm 5 triệu em. Không, anh không làm bên em, anh bảo phải bỏ nhá. 3 buổi 5 triệu em nhá. Là như nào em? Khi nào tài khoản anh nhận tiền thì anh sẽ lên kịch bản cho em nhá. Nhưng mà em kéo để làm cái gì nhờ? Bán cái gì cô? Bán quần áo hả? Ok. Đúng rồi bạn ơi, bạn ạ. Phạm Đức Hùng này. Long Chính Ngón, chúc cho Phạm Đức Hùng sức khỏe. Ai chuyển 6 triệu vậy? Long Chính Ngón, chúc cho Phạm Đức Hùng sức khỏe. Ai chuyển tiền nhé? Cái gì đây? Tên ai vừa tặng? Ai vừa tặng cho Phạm Đức Hùng này? Phạm Đức Hùng. Long Chính Ngón, chúc cho Phạm Đức Hùng sức khỏe. Chúc cho gia đình của Phạm Đức Hùng bình an. Chúc cái công việc của Phạm Đức Hùng càng ngày càng gặp nhiều may mắn. 8386 Phạm Đức Hùng mãi đỉnh,
Phạm Đức Hùng đẳng cấp luôn. Thằng em Phạm Đức Hùng này là quá là uy tín rồi. Nói về độ chơi và độ chi nhá, thì em Phạm Đức Hùng đẳng cấp luôn. Ok em Phạm Đức Hùng nhá, cảm ơn em, chúc em sức khỏe nhá. Đúng rồi, anh em tặng quà đây thì mình réo tên anh em trên này luôn. Ok. À, bạn ơi, tôi quan tâm gì nó em, bạn chấp gì nó bạn. Đầu có điện nó lên nó chuyện bố láo không? Nó cũng dẫn dắt mình kiểu ôi ôi. Nhân lì à? Long chi ngón, chúc Nhân Lì sức khỏe. Chúc gia đình của Nhân Lì bình an. Chúc công việc của Nhân Lì càng ngày càng gặp nhiều may mắn. 8386 Nhân Lì mãi đỉnh luôn. Cảm ơn Nhân Lì nhá. Gì đây? Nhân nạp xu.